9 tướng lĩnh tài danh nước Pháp thất bại trước thầy giáo dạy sử võ nguyên giáp. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Truyền thống quân sự và kinh nghiệm từ hai cuộc chiến tranh thế giới đã không giúp nổi những vị tổng chỉ huy quân viễn trinh Pháp giành chiến thắng trước người đã chỉ huy thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, một thầy giáo dạy sử chưa trải qua trường lớp quân sự nào. Mượn danh nghĩa giải giáp quân Nhật đầu hàng phe đồng minh, ngày 3 tháng 10 năm 1945, Philip Leclerc cùng 10.000 quân Pháp đổ bộ vào Sài Gòn được mệnh danh là con cáo sa mạc của nước Pháp, Leclerc có biệt tài chỉ huy tác chiến tăng thiết giáp, nhiều lần đánh bại phát xít Đức tại Bắc Phi và châu Âu. Leclerc chỉ huy quân Pháp cùng với quân Anh tấn công lực lượng Việt Minh, khi ấy mới chỉ có trong tay chủ yếu là tầm vông vạt nhọn. Ông ta thậm chí sử dụng cả quân Nhật, điều mà tướng Mỹ Douglas MacArthur cho là sự phản bội kinh tởm nhất. Đến cuối năm 1945, Chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Leclerc thất bại vì không thể khuất phục được quân và dân Nam Bộ. Lực lượng Việt Minh rút lui thành công, dùng chiến lược lấy nông thôn vây thành thị kháng chiến lâu dài. Lúc này, Leclerc nhận ra rằng giải pháp quân sự sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp cho nước Pháp. Leclerc bị thay thế không lâu sau đó bởi tướng Dinh Etienne Van Luy. Ông này từng tham chiến và bị thương trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chỉ huy quân đoàn một danh giá của Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai quyết tâm dạy cho Việt Minh một bài học. Văn Lụy tự tin sẽ đe bẹp lực lượng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong 24 giờ. Nhưng toàn tính ấy kéo dài thành 60 ngày đêm bị giam chân ở thủ đô Hà Nội, trong khi bộ phận đầu não cách mạng rút lui an toàn. Nhưng những nhận định của Lê đã bị gạt đi. D.A.N.G.R.L.I.E.U. toàn quyền Đông Dương khi đó đã thẳng thừng nói rằng ông ngỡ ngàng khi người hùng giải phóng Paris lại lựa chọn đàm phán với một lực lượng còn trong trứng nước như Việt Minh. Ngay sau đó, Văn Lụy tổ chức chiến dịch LEA tạo hai gọng kìm hòng phá tan căn cứ địa Việt Bắc, phối hợp cả bộ binh cơ giới và không quân giống như một chiến dịch ở châu Âu. Tới ngày 19 tháng 12 năm 1947, quân Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc sau khi chịu nhiều tổn thất. Không thể tiêu diệt đầu não kháng chiến của Việt Minh, sự nghiệp của Văn Lụy ở Đông Dương kết thúc. Đánh bại một đại tướng Pháp, người chỉ huy Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam khi mới 37 tuổi. Van Lụy vẫn là vị tướng trụ lại lâu nhất với hai năm cầm quân. Năm 1948, người thay thế Van Lụy, tướng Ozer Blyot chủ trương ra vàng hóa chiến tranh để giảm thương vong cho Pháp. Tuy nhiên, do chính phủ người Việt bù nhìn quá yếu kém, nhân dân ủng hộ Việt Minh, nhiều vùng địch chiếm vẫn trở thành hậu phương cho bộ đội, du kích. Đến năm 1950, Marcel Carpentier được bổ nhiệm thay Blyot nhằm đưa quân đội Pháp thoát khỏi tình trạng xa lầy nhưng do không hiểu gì về Đông Dương, lại ngạo mạn phớt lờ lời của cấp dưới. Carpentier đã bị Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy quân đánh bại vào năm 1950 trong chiến dịch được mệnh danh thảm họa đường 4 của Pháp. Thay thế Carpentier là tướng dinh je Lật Tre bà. ba. Ban đầu, Reta đạt được một số thành công nhất định. Từ tháng 11 năm 1951 đến tháng 2 năm 1952, Zé Tassani chứng kiến Việt Minh đương đầu trực diện với quân Pháp đánh điểm diệt viện ngay trong vùng quân của ông ta phòng thủ kiên cố. Ông ta mong muốn nắm thế chủ động, nhưng cuối cùng lại để quân đội Việt Minh kìm chân và đưa một bộ phận chủ lực đánh thẳng vào vùng đồng bằng sau lưng. Reta Saini qua đời vì bệnh nặng khi đang đương chức, nhường lại vị trí cho phó tướng của mình là Rayun Sà Lan, một trong những sĩ quan được tặng thưởng nhiều huân chương nhất quân đội Pháp. Trong các tổng chỉ huy quân viễn trinh Pháp, Sà Lan được coi là người có nhiều kinh nghiệm nhất do đã ở Đông Dương từ năm 1945 đã gặp mặt cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 1952, Xà Lan cho xây dựng căn cứ nà sản, sau này trở thành ý tưởng cho tập đoàn cứ điểm điện biên phủ, nhưng không ngăn được việc để mất một vùng rộng lớn ở Tây Bắc. Henry navarre, tổng chỉ huy cuối cùng của quân viễn trinh Pháp lập lại nước đi của người tiền nhiệm Xà Lan, lập ra cụm cứ điểm điện biên phủ. Cuối cùng, Lá cờ đỏ sao vàng bay trên nóc hầm chỉ huy Pháp sau 55 ngày đêm chiến đấu đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Navarri, đồng thời đánh đổ hệ thống thực địa Pháp những năm sau đó. Sau này, tướng Marcel Bigot, một trong những chỉ huy tại trận Điện Biên Phủ, đã nói: "Vâng, không phải hiện nay mà muôn đời sau, tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam." Đó là lời nhận xét đầy kính trọng của đối thủ dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một bậc thầy của chiến tranh cách mạng. Tướng Re Kassi, sinh năm 1902 mất năm 1991, là chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm kiêm chỉ huy cao nhất của quân Pháp trong trận đánh Điện Biên Phủ. Việc tướng Re Kassi bị bắt sống ngay tại căn hầm của mình ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã đánh dấu sự thảm bại của quân Pháp trong cuộc chiến. Nhắc tới chiến bại Điện Biên Phủ tướng Re Kashi đã bày tỏ sự thán phục tài cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tướng Giáp là một người thông minh, dũng cảm, một người giỏi chỉ huy du kích. Ông ấy cũng giỏi về chính trị, về chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó. Nay qua trận điện biên phủ, tôi thấy tướng Giáp không những giỏi về chỉ huy đánh du kích, mà còn giỏi cả về chỉ huy trận địa chiến, chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng, và cả về nghi binh đánh lừa tình báo đối phương, tướng Re Kashi chia sẻ. Mr. Pitty hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.